chọc được cái gì phát thì phát. Bữa nay hôm qua mới dắt cái xe. Rồi, cảm ơn các bạn đã thả tim nha. Bữa nay khách đông quá, bán xe đạp điện đồ nhóc trơn rồi. Đi sửa xe rồi tới 3 giờ mấy, 4 giờ mới đi Cần Thơ, mất mưa nữa, về mới về tới nhà. Ăn cơm, ăn cơm chạy vô đây luôn. Còn cái dính cứng ngắc luôn. Dính cứng ngắc luôn các bạn ơi, cái bích tông ga nó dính cứng ngắc luôn sao chạy. Rồi con đang lấy đèn nên mở ra gã bình xăng luôn. Hello các bạn, nay mình sửa xe ship tận nhà luôn. Món quen chiếc cốt mà mình hứa sớm sửa, bây giờ không có sửa, không có không.